Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi là Chảo Quái Mẩy, dân tộc Dao Đỏ ở bản Sải Ruồn, tỉnh Lào Cai. Bố mẹ mình có 8 người con, vâng, nhưng 3 con đầu đều đã chết khi còn nhỏ. Mình là con thứ 7 trong gia đình. Mình lấy chồng khi còn rất trẻ và có 3 đứa con. Rồi vợ chồng mình ly dị, sau đó mình đi lấy chồng anh Tần Duân Phú, cũng là người Dao Đỏ. Anh chồng cũng đã có 4 người con riêng. Chúng mình nhất trí không có con chung mà cùng nhau chăm sóc 7 đứa con của hai bên. Mình là thầy thuốc nam, bản mình ở trên rừng, có nhiều rừng tự nhiên đẹp, nhiều cây thuốc chữa bệnh. Mẹ mình là cây thuốc nam giỏi và mẹ truyền lại cho mình về cây thuốc, cách hái thuốc, cách chữa bệnh bằng cây thuốc nam. Sau một ngày đi làm việc vất vả trên nương hoặc đi rừng về, hầu hết mọi người ở bản đều tắm bằng cây thuốc để giảm gân cốt, điều hòa khí huyết và thư giãn. Đây là nhu cầu và trở thành văn hóa của người Dao Đỏ rồi. Bản mình có nhiều rừng tự nhiên, nhiều cây thuốc quý chữa bệnh và phòng bệnh. Thế là mình và một số thành viên tâm huyết trong bản mong muốn mở dịch vụ ngâm tắm thuốc nam để phục vụ những người có nhu cầu thư giãn, chữa đau lưng, thoái hóa và mất ngủ. Thế rồi cộng đồng mình họp nhiều lần bàn bạc thống nhất cử mình làm tổ trưởng xây dựng mô hình ngâm tắm thuốc nam xả ruồn. Mọi hoạt động của chúng mình đều do cộng đồng thảo luận và cùng quyết định. Chúng mình rất vui nhưng cũng rất lo vì mình chưa làm dịch vụ bao giờ, chưa biết cách quản lý và vận hành dịch vụ. Chúng tôi chưa biết ghi sổ sách, không biết cách tính toán, lo không biết có khách hay không. Làm thế nào để có dịch vụ mà khách đi thì nhớ, khách ở thì họ thích. Thế rồi chúng tôi cũng bắt tay vừa học vừa rút kinh nghiệm. Hiện nay chúng mình đang thực hành và có thu nhập ban đầu nhưng không đều. Cho nên một số thành viên trong nhóm tổ thấy nhu cầu đang ít lại xin nghỉ để đi làm công ty ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Thực tế thì mình thấy có nhiều thanh niên ở nơi khác đi làm các công ty rồi không về nhà nữa, bỏ vợ con, cờ bạc, nợ nần. Nên mình rất suy nghĩ việc này. Mình nghĩ rằng dịch vụ của chúng mình rất có triển vọng. Nhiều khách đến cũng nói với mình như vậy. Chắc chắn ban đầu thì khó, nhưng nếu mình làm tốt thì con em của chúng mình có thể làm kinh tế, có thu nhập trên đất quê hương mình mà không phải đi làm ăn xa. Mình tin tưởng khách đến với chúng mình sẽ không chỉ là ngâm tắm thuốc nam cho sức khỏe mà còn có thể ăn các món ăn và uống rượu của bản như là gà bản xào gừng, thịt lợn bản, thịt hun khói và các loại rau rừng tự nhiên. Như vậy, bà con trong bản có thêm thu nhập, mà bà con có thu nhập thì cây thuốc nam được bà con bảo vệ, bài thuốc nam được lưu truyền cho các con cháu trong bản, và rồi rừng của bản được bảo vệ, người ngoài không được vào chặt cây lấy thuốc như trước đây nữa. Rồi các thanh niên, các anh chồng có công ăn việc làm tại bản, không phải đi làm ăn xa, gia đình thì được hạnh phúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng vì tương lai con cháu của chúng mình.